Xin chào 500 anh em, thị trường ô tô ở tại Việt Nam trong vài năm trở lại gần đây rất sôi động với những hãng xe mới, sản phẩm mới được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu của khách hàng Việt. Tuy vậy thì đó cũng là một trong những cơ hội và thách thức cho các nhà sản xuất ô tô trong nước tạo ra một cuộc cạnh tranh phải nói rằng là vô cùng khắc nghiệt. Từ những mẫu xe nằm trong phân khúc hạng sang cho tới những mẫu xe bình dân phổ thông cỡ nhỏ, trung bình và lớn, hòa mình vào không khí đó, chúng ta cũng nên nhắc tới những sự thay đổi mạnh mẽ ở trong phân khúc crossover 5 chỗ ngồi hiện nay. Với những cái tên tuổi đã có mặt ở tại thị trường Việt Nam, từ thời điểm đầu tiên cho tới khi mới ra mắt gần đây như là Hyundai Kona, Honda HR-V, rồi đến Kia Seltos và MG ZS, là những tân binh mới gia nhập cuộc chơi trong phân khúc này. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc tên tới Ford EcoSport, một trong những mẫu xe khai phá tiên phong trong phân khúc crossover, hay còn gọi với một cái tên khác là xe gầm cao đa dụng hạng B. Nói về sự thay đổi của Ford EcoSport thì tôi cho rằng thực sự rất thất vọng với chiến lược mà Ford dành cho chiếc xe này. Trong khi các đối thủ ra sức nâng cấp cho mẫu xe của mình thì hãng xe đến từ Mỹ lại có một pha cắt bớt đi rất nhiều option, trong khi đó giá bán vẫn không hề thay đổi. Có lẽ Ranger đã là quá đủ với Ford rồi, bởi lẽ vậy nên EcoSport sau một thời kỳ đứng trên đỉnh vinh quang, giờ đây lại là một trong những đứa con rơi và bị đẩy vào xó xỉnh góc khuất. Ở phần đầu xe, Ford EcoSport vẫn giữ nguyên một cái vóc dáng của một chiếc xe đậm chất Mỹ, đường nét đơn giản nhưng thể hiện phong cách cá tính. Điểm nhanh những điểm nổi bật ở phía bên trên phiên bản cao nhất thì cụm đèn chiếu sáng của Ford EcoSport đã được nâng cấp thành vi xenon thay vì dạng projector như ở phiên bản cũ. Rồi phần gương chiếu hậu cũng đã được thay đổi thành tự động gập điện và chỉnh điện. Còn lại những chi tiết mà Ford đã cắt bỏ bên trên phiên bản này đó là phần phanh đĩa hai bánh sau đã được chuyển thành phanh tăng trống, và chúng ta sẽ không còn bánh xe dự phòng ở phía đằng đuôi sau nữa. Cá nhân tôi cho rằng phanh đĩa và phanh tăng trống cũng không có khác gì nhau cả, chỉ khác biệt về mặt thẩm mỹ mà thôi. Tuy nhiên, cắt bớt đi phần bánh dự phòng là một trong những điều rất bất cập vì điều kiện đường xá ở Việt Nam chất lượng không tốt như các nước phát triển ở trên thế giới. Đến Mercedes-Benz khi đưa mẫu xe GLC về thị trường Việt Nam còn phải trang bị lốp dự phòng cho xe sau một thời gian dài các dòng xe của hãng không có. Vì vậy tôi cho rằng đây là một trong những sự thay đổi rất khó hiểu của Ford. Còn lại những trang bị mà Ford EcoSport vẫn được giữ nguyên ở phía bên ngoài mà không bị cắt bớt như là cảm ứng bằng nhiệt mở cửa nhanh, camera phía sau và cảm biến lùi. Đó là những chi tiết tôi cho rằng cơ bản phải có, nếu không có thì rất khó sống ở tại thị trường Việt Nam. Bước vào bên trong khoang nội thất, anh em sẽ thấy rằng là Ford EcoSport 2021 về mặt thiết kế nó cũng không khác biệt gì nhiều so với phiên bản cũ cả. Vẫn là thiết kế mà tôi cho rằng thể hiện được những cái sự hiện đại. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào những sự thay đổi bên trên phiên bản mới. Vẫn là tiêu chí cắt bỏ option tôi cho rằng không nên của Ford. Điểm thứ nhất, thay vì ở phiên bản cũ chúng ta sẽ có cửa sổ trời thì ở phiên bản 2021 đã bị cắt bớt đi rồi. Điểm thứ hai, đó là phần cụm đồng hồ tablo đã có những sự thay đổi nhỏ về mặt thiết kế. Điểm thứ ba, đó là chức năng tạm ngắt động cơ. Chức năng này có lẽ sẽ không cần thiết, nhưng nếu có thêm chức năng này thì có lẽ sẽ cạnh tranh hơn với các đối thủ trong phân khúc. Nếu như so sánh với những đối thủ đến từ Hàn Quốc thì có lẽ Ford EcoSport đang thua kém rất nhiều về mặt option và sự tinh tế ở phía bên trong khoang cabin xe. Còn nói về phần trang bị của xe thì rất may mắn Ford vẫn giữ nguyên những option mà tôi cho rằng là đáng giá. Ví dụ như là màn hình trung tâm giải trí 7 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, ghế da, rồi vô lăng đã được nâng cấp thêm chức năng safeguard tốc độ Cruise Control. Những trang bị mà các đối thủ cũng đã có sẵn trên các phiên bản rồi. Còn về phần động cơ thì xe vẫn được trang bị hai khối động cơ cho cả hai phiên bản khác nhau. Đầu tiên là động cơ dung tích 1.5 lít Duratec cho ra công suất là 120 mã lực. Trên phiên bản cao cấp nhất sử dụng khối động cơ 1.0 lít EcoBoost cho ra công suất khoảng 125 mã lực. Tất cả các phiên bản đều được kết hợp với một cái cụm hộp số 6 cấp, phiên bản số sàn gần như đã bị loại bỏ. Nếu như so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc thì về khả năng vận hành của Ford EcoSport thì tôi đánh giá là nó đem lại cho tôi một cái cảm giác nhanh nhẹn hơn so với các đối thủ. Còn về mặt công nghệ an toàn thì xe vẫn được trang bị những cái an toàn cơ bản giống như ở phiên bản cũ thôi, không những cái sự thay đổi. Thừa hưởng những tinh túy đến từ thương hiệu Ford, với tôi đánh giá hệ thống khung gầm của xe EcoSport thì rất là chắc chắn, gần như là tốt nhất phân khúc.
Minh chứng là nếu như mà anh em chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường hoặc là cua gắt thì xe sẽ có cảm giác rất là đĩnh đạc và không rơi vào cái trạng thái khó kiểm soát như các đối thủ. Hệ thống treo thì khá là cứng, giúp cho EcoSport di chuyển ở nhiều địa hình xấu và chạy full tải ở ngoài đường trường với những giải vận tốc cao. Tuy vậy thì nếu như mà di chuyển ít người ở trên xe sẽ cảm thấy hơi sốc. Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng phù hợp để di chuyển trong phố và ở ngoài đường trường thì khá là siết và nặng tay. Độ phản hồi với mặt đường thì tương đối là rõ nét. Khả năng vận hành của xe thì ở mức tốt nếu như so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc di chuyển ở những giải vận tốc cao. Với khối động cơ 1.5 lít Dragon thì đem lại sức kéo tốt và khả năng vượt tốc rất ấn tượng khi chạy những giải vận tốc khoảng 100 km/h và tiếp tục vượt xe. Còn đối với khối động cơ 1.0 lại EcoBoost thì bởi vì khối động cơ này sử dụng tăng áp, bởi lẽ vậy nên nó sẽ hơi bị trễ. Nhược điểm của chiếc xe này đó là mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với các đối thủ và một cái phần cột chữ A được thiết kế rất là to, khiến cho cái việc di chuyển ở trong phố khá là vương víu. Bên cạnh đó, không gian hàng ghế thứ hai cũng không được rộng rãi và thoải mái như các dòng xe Nhật Bản.